bên hông chợ Bà Chiểu mình có gánh hàng rong bán rất là lâu năm rồi các bạn, hơn 30 năm rồi. Ở đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 Bình Thạnh, bên hông chợ Bà Chiểu có cái quầy canh bún dọn ra bán lúc 5 giờ chiều. Cô mới vừa dọn ra luôn. Công ty nước sản xuất hàng đầu Đông Nam Á và Việt Nam. Nếu mà quay lên thì phải chiết xuất từ sản phẩm hàng quay. Rồi đồ buổi sáng cũng sẽ được đây bằng kéo mấy hàng này, có mấy đồng cũng được nhà các chất lượng. Em không ăn chả đâu. Mua đây, mua đây, mua đây. Đây chúng ta sẽ thưởng thức món canh bún cũng nổi tiếng về canh bún ngon nhất chợ Bà Chiểu, món rất là chạy ngay cũng ngay bên hông chợ Bà Chiểu ở đường Bùi Hữu Nghĩa luôn các bạn. Đó, hàng canh bún vừa mới được đẩy ra, bán từ lúc 5:30 chiều cho đến khuya nha các bạn. Đây. Hàng canh bún đang dọn ra và bán chỉ là gánh hàng rong ngay bên hông chợ thôi. Đó, đây là gánh hàng canh bún, hai cụ đem dọn ra. Cô đó là chủ. Hiểu không? Rồi làm cho thì em ghé dành về ăn vặt và ẩm thực đường phố, ghé ăn rất là đông. Thì khách mua canh bún. Cận cảnh canh bún chợ Bà Chiểu, món mà cái chị em phụ nữ rất là hay ghé ăn, vừa đi ngang các bạn nhìn thấy tô nước lèo với lại cái bún rất là đặc trưng. Đây là quầy canh bún cô Phượng có từ rất lâu đời ở chợ Bà Chiểu rồi các bạn. Đây là nồi canh bún. Cô đang dọn ra, nhưng mà đã có khách ngồi chờ rồi. Thật ra mua về rất là đông, còn là chị em phụ nữ dành về ẩm thực, dành về ăn vặt. Đây, các bạn có thể thấy khách đang chờ. Dưới nồi canh bún đó là bún gạo, bột gạo ở dưới đáy nồi là huyết các bạn. Ghé ăn canh bún này các bạn, rất là đông. Con trai này cũng đang chờ canh bún mua mang về. Từ lúc dọn ra cho đến lúc trưa thì khách rất đều, rất đông rồi các bạn. Bạn có thể thấy đó, khách liên tục mua về và ngồi ăn, hai không gian nhỏ như thế này. Các bạn có thể rất là ngon. Chỗ đây cũng rất là rẻ, giá chỉ 15.000 thôi các bạn. Bên cạnh hàng bánh bèo Huế rất là đông khách, là hàng canh bún nha các bạn. Đây, hàng canh bún đây, khách đang ngồi ăn rất là ngon. Bên cạnh rất là nhiều quầy hàng nhỏ đặt bên lòng lề đường để bán vật dụng, đồ đạc, quần áo rất là nhiều. Cô Phường lâu chưa ạ? Dạ 5 năm. Mấy năm? 5 năm. 5 năm rồi ạ. Chị ăn thì thấy canh bún ở đây so với nơi khác thế nào ạ? Ngon. Ngon hơn hả chị? À, giá ở đây chị thấy thế nào ạ? Dạ, chị ở xa đây không ạ? Ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp qua tới đây ăn à? Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Đây là khách mới ăn xong đang ra về các bạn. Phường bao lâu rồi chị ơi? Cũng 6 năm. 6 năm hả chị? 6 năm. Thì chị thấy canh bún ở đây so với canh bún chỗ khác thế nào? Sạch sẽ, ngon. Dạ, yeah. Chị ở xa đây không chị? Ở gần đây á. Một tô canh bún là giá nhiêu chị ơi? Tô canh bún bán 15.000 tô. 15.000 tô. Chị cũng hay ăn lắm. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Cái đang trả tiền cho cô Phượng. Đây, khách mua canh bún xong rồi đang về. Số ăn bún sẽ lấy món tôm lẫn vào tô bún luộc sẵn, còn với cả trong bún có sẵn đậu phụ các bạn. Cá là miếng nhỏ, bây giờ là cá xi măng sắn thép người ta còn ăn được mà cái chi cát, và cũng nhờ mất cái lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày nay đó. Mày là phải đi quý vị mình cũng là cái thứ mà đầu bắt cu xuyên. Cái cậu này quen chứ quen nhìn luôn cái xấu. Con cậu cũng làm cá tốt chị. Đây, trên con đường bên hông chợ Bà Chiểu. Sau 6 chiều. Thì hàng canh bún. Cánh hàng canh bún rất là đông. Nó được nhiều người thích ghé mua mang về và có thể là ngồi tại chỗ để ăn trong một không gian rất là rộng. 39.